Vừa qua tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội diễn ra lễ tổng kết chương trình hỗ trợ phát triển quận Long Biên. Sau 5 năm, chính quyền, các tổ chức, xã hội cùng người dân nỗ lực xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy phụ nữ tham chính trên địa bàn. Chương trình được triển khai thực hiện theo thỏa thuận hợp tác ba bên giữa SNS Quốc tế tại Việt Nam, AAV, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng và Ủy ban Nhân dân quận Long Biên từ tháng 8 năm 2012 với tổng số tiền khoảng 5 tỷ 389 triệu đồng. Từ năm 2011 đến năm 2016, chương trình đã tiếp cận và hỗ trợ 32.411 lượt người, trong đó chủ yếu là phụ nữ nghèo, phụ nữ, nữ thanh niên bị phân biệt đối xử trên cơ sở giới và trẻ em gái. Những ngày trước đây ý, mà tôi chưa được tham gia vào dự án thì bản thân tôi khóc rất nhiều trong cái việc mình bị bạo lực. Vì là mình không có lối thoát mà. Thì thường là tôi cứ chịu đựng thôi. Cứ chịu đựng và cứ khóc thôi. Đôi khi cũng tìm đến những người thân để chia sẻ nhưng mà không có kết quả. Nhưng sau khi có dự án đến thì dự án dạy tôi cái cách là làm thế nào để phá vỡ cái vòng bạo lực đấy. Thì cái thứ nhất là tôi được học hỏi của những cái người bạn xung quanh mình để có những cái kỹ năng sống. Và cái tiếp theo nữa là khi đã có kỹ năng để được từ dự án dạy cho mình có cái kỹ năng sống rồi và học tập của các bạn rồi thì tôi về nhà cũng tác động tới chồng con để làm sao mà chồng con tôi hiểu được sống như thế nào để cho nó không còn bạo lực trong gia đình nữa. Và chồng tôi là một người phải nói là rất là cố chấp, nhưng mà từ khi mà tôi có những lời lẽ đã được học từ dự án về tác động đến thì anh cũng thay đổi rất là nhiều, mà đến giờ phút này thì nói thật là gia đình tôi không còn bạo lực nữa. Các hoạt động của chương trình có nhiều hình thức đa dạng. Chương trình đã thành lập 2 trung tâm tư vấn tại trường học, 2 địa chỉ tin cậy, 11 góc thông tin cộng đồng để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc với nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới cho người dân và cán bộ các ban ngành, đoàn thể địa phương cũng diễn ra sôi nổi và thiết thực. Phụ nữ, nữ thanh niên, đặc biệt là phụ nữ nghèo, đến nay đã mạnh dạn tham gia các hoạt động cộng đồng và có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Xác định các phương án thoát khỏi bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực gia đình, đảm bảo các quyền của mình.